Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Mừng các bạn trở lại cái video mới nhất của mình. Trên màn hình các bạn đang xem đây là cái trang mỹ học nha các bạn. Thì có nhiều các bạn ở nơi khác cũng có tên gọi đây là cây trang có cây hoa mẫu đơn hồng nha. Để mình quay gần lại cho các bạn xem. Thì đây là bông của cây trang mỹ học nha các bạn. Đó, nó có màu hồng rất tươi và đẹp nha. Thì hiện nay trên thị trường thì người cũng rất nhiều bạn thích loại trang mỹ hồng này nha. Thì trang mỹ hồng này là một loại mới nha các bạn. Đây là bông nó còn nhỏ nè, còn xanh. Còn bên đây là bông nó xuất sạng bung nở nha các bạn. Thì ở đây thì mình trồng hoàn toàn bằng trên chậu nha hết nha các bạn. Đây mình trồng cái chậu trang mỹ hồng này là ta bằng trên chậu nha. Thì ở đây mình trồng toàn là trên chậu hết. Thì để được trồng trên chậu này thì mình trồng nó thì mình nhân giống nó bằng cách dâm cành nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết về cách dâm cành chỉnh trang trên cái trang mỹ hồng này cũng như là cái trang mỹ đỏ này nha các bạn. Thì mời các bạn xem nha. Trước tiên bước vào công việc dâm cành trang mỹ hồng này thì chúng ta chuẩn bị một số công cụ để ghim nha các bạn. Thì công cụ đầu tiên mình giới thiệu đây là một như các bạn không hiểu đó là một cây kéo nha. Cái kéo hay là bằng cái kéo này hoặc là cái kéo bắt cây nha các bạn. Mà sử dụng cây kéo càng bén càng tốt nha. Hạn chế sử dụng cái kéo đã lục cũ nha các bạn. Thì để nguyên nhân tại sao thì mình chút xíu mình sẽ nói sau nha. Còn thứ hai là mình chuẩn bị đây là một cái bầu để ghim nha các bạn. Thì ở video kỳ trước mình có chia sẻ các bạn biết về cách để mình làm ra một cái bầu như thế này nha các bạn. Thì các bạn nào chưa xem chưa theo dõi gì đó thì có thể nhớ video trước của mình nha để biết cách để mình làm ra một cái bầu trang như thế này nha. Thì một cái điều không phải thiếu là chắc chắn đó là nhánh cành đọt trang nha các bạn. Thì mình sẽ trên cái trang này thì mình hôm nay mình sẽ cắt cho các nhánh cho các bạn xem nha. Thì đối với cái trang này thì không không phải đọt nào mình cũng ghim được hết nha các bạn. Thì mình sẽ tuyển ra những
cành đọt nào mà vừa cắt mình mới ghim nha các bạn, còn những cành nào thì không cắt được thì mình có tỉa tỉa bỏ nha. Thì trên cây chanh này, đối với cây chanh này thì mình lựa chọn những cành như thế này để ghim nha các bạn. Đây mình lấy những cành này để ghim nha. Cây chanh này thì mình sẽ sử dụng hai nhánh hai cành này để mình ghim cành nha các bạn. Thì mình sẽ cắt xuống xem cho các bạn xem nha. Mình sẽ cắt hai cành này để mình ghim nha các bạn. Còn những cành nhỏ lùn hơn thì mình sẽ cắt bỏ cho nó lên tược đều nha các bạn. Thì đây là cái cành cái đọt chanh mình vừa cắt xong nha. Đây là đọt chanh. Thì ở đây mình ghim bằng cành non đọt non nha các bạn. Ghim bằng cành non đọt non thì nó sẽ tỷ lệ nó sống nó sẽ rất cao nha các bạn. Thì trước tiên thì để chuẩn bị thì ta cắt bớt lá nha. Rồi trên đây ta nhấp cái bỏ cái đọt luôn nha các bạn. Trên đây ta cũng mình cũng sẽ nhấp bớt nha. Thì còn khúc này thì mình sẽ cắt cục lại nha. Bạn cắt cục lại còn khoảng chừng 4 phân 5 phân thôi nha các bạn, đừng có để dày quá nha. Thì tại sao thì nguyên nhân để mình cắt cục như thế này á, lý do để cắt cục như thế này là để mình giảm bớt cái lượng thoát hơi nước của nó nha nha các bạn. Đặc biệt là mình không nên cắt cục quá nha. Thì đây mình đã cắt cục như vậy, đã cắt cục lại để giảm nước lượng hơi nước thoát ra từ để tăng là để cái cây nó không bị héo, nhưng mà cũng không nên cắt cục quá nha. Thì nếu mình cắt cục quá thì nó sẽ không thể trao đổi quang hợp cũng như là nó thở được với các bạn. Cái lá này cũng đóng đóng vai trò là quang hợp và thở luôn nha. Nếu mình cắt cục quá thì nó không thể thở được, thì tỷ lệ sống nó sẽ thấp hơn các nha các bạn. Nên các bạn nên cắt cục nhưng mà đừng cắt cục quá nha. Cắt cục như vậy nè. À, được rồi. Để mình cắt lại thêm một nhánh nữa cho các bạn xem nha. Đây. Mình lấy thêm một nhánh nữa mình cắt lại cho các bạn xem nha. Đó. Trên đây thì mình cắt bỏ nha. Đó. Đây mình cắt gì nha. Gì thì các bạn cũng có thể để luôn cái đọt lại nha các bạn. Thì mình đây mình dăm vừa có thể cắt được nhánh mà vừa mình có thể cắt cái đọt nè, mình có thể chừa đọt non lại luôn nha. Nếu nhánh là cục quá mình chừa lại. Đối với non thì mình cũng cắt được cục bớt nha. Đó, non thì mình chừa cái gì. Mình có thể cắt hai thành hai hai kiểu này nha các bạn. Một một cái là nếu mà cành dài quá thì mình lấy được khúc dưới luôn, còn còn nếu mà cành cục thì mình lấy luôn cái đọt nha các bạn. Mình ghi nhánh sống nha. Đó. Nếu mà cành dài gì thì mình cắt ra chia làm đôi nha. Thì ở đây mình ghi số lượng nhiều nên mình phải cho tận dụng từ đọt non đến khúc già nha các bạn. Nói chung cái này cũng không già lắm đâu, cũng còn non. Thì ở nhiều ở mình cũng thấy các bạn nhiều bạn dăm lô trang thì cũng thấy là sử dụng cành già nhưng mà quá thấy cây xương cành non, nên hôm nay mình cũng chia sẻ về cách sử dụng cành non này luôn nha các bạn.
là cành còn non nha, đọt cũng còn non nha, trên dưới đều non hết. Thì sau công việc cắt cành xong như thế này á, thì mình tiến hành mình dăm cành nha các bạn. Thì đây là các mấy bầu trang, mấy cái bầu ghim dăm để mình chuẩn bị dăm, thì mình đã chuẩn bị sẵn số ít chậu để mình thực hiện dăm thử nghiệm cho các bạn xem nha. Hiện đây là mình sử dụng một số ít thôi, thì chút nữa mình dăm xong thì mình sẽ đem lên cái giàn tre để che che nắng á, thì mình sẽ cho các bạn xem luôn nha. Thì đối với các bầu trang như thế này thì và những cái đọt trang mình hồi nãy mình dăm á, đó mình cắt á, thì mình sẽ tiến hành mình dăm như sau nha các bạn. Thì mình trước khi dăm thì mình phân phân loại ra hai loại ấy nha, một loại thì mình chùi đọt và một loại mình cắt không chùi đọt nha các bạn. Đây là một loại có đọt và loại không đọt nha. Thì đối với hai loại này thì mình dăm riêng hai hai loại bầu khác nhau nha các bạn. Thì đối với loại có đọt thì mình dăm riêng riêng một bầu nha. Thì để mình đem quay rõ là các bạn xem nha. Thì mình ghim xuống đừng có sâu quá các bạn, mình dăm vừa tới cái đụng cặp lá dưới thôi nha. Đó, như vậy đó. Đối với cách ghim này thì mình được không không nên dăm sâu quá nha các bạn. Mình dăm sâu quá thì tỷ lệ ra rễ và tỷ lệ sống nó sẽ không được cao quá nha. Thì mình dăm như thế này là tỷ lệ sống sẽ đạt rất đạt đó. Mình dăm mình chia ra làm hai hai loại, một loại có đọt và một loại không đọt cái cho các bạn xem nha. Đó, mình dăm xuống mình ghim cho nó vừa đụng đụng cặp lá dưới thôi. Đó, với bầu này mình dăm 3 cây nha các bạn. Đây là cái bầu mình dăm là chùi đọt rồi nha, cái cành chùi đọt. Còn đây là mình dăm riêng một cành mình không chùi đọt nha các bạn. Mình cũng dăm tương tự như vậy đó, thì mình cũng ghim xuống vừa đụng cái cặp lá thứ nhất. Bầu này cũng dăm 3 cây luôn nha các bạn. Thì đây là hai bầu ghim loại có đọt và không đọt nha các bạn. Hồi nãy mình cũng quên nói với các bạn là ở đây mình dăm chỉ mình cắt chỉ là hai cặp lá thôi nha, chỉ còn hai cặp lá là cây là cái cành dêm dăm này đủ sống rồi nha. Đối với cành non thì mình mà bạn cắt cục thôi, đừng cắt dài quá nha, cắt càng dài thì lại sống càng thấp đó. Đây là hai bầu mình dăm nha các bạn. Đây là những bầu trang mình đã ghim xong và mình để lên đang để lên giàn để chuẩn bị che mát cho nó nha các bạn. Đây là hai loại có đọt và đọt không đọt nha. Thì thời gian để mà cho nó ra rễ thì khoảng từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nha các bạn. Dăm cành mình phải cần thời gian kiên nhẫn nha các bạn,
chứ bạn các bạn mới có hơn một tháng mà các bạn thấy nó không ra rễ, bạn tưởng là chết là không phải nha. Thì cái loại trang hồng này thì nó chậm ra rễ lắm, nó phải từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nó mới bắt đầu lưu rễ nha. Về quy cách tra lưới mát thì ở video kỳ trước mình cũng có đã chia sẻ cho các bạn xem rồi nha. Thì những bạn nào mà chưa có theo dõi hay gì đó thì cũng thì muốn biết thêm thì ghé video kỳ trước mình tham khảo thêm nha. Còn về đủ lưới ánh sáng cho nắng ánh sáng thì mình vẫn sử dụng đây là lưới cho nắng 70% ánh sáng nha các bạn. Thì sau khi mình treo lưới mát xong rồi á thì mình cũng tiến hành mình phun nước cho nó nha các bạn. Thì ở thời gian đầu khoảng từng 1 tháng đầu thì mình cứ phun nước cho nó mát lá thì còn mỗi ngày nha, chứ đừng có để che mát rồi các bạn để khô luôn là nó sẽ không thành công đó, không đạt đó. Thì đây là cái bên trong của đổ lưới che mát, mình đã che mát xong nha các bạn. Thì hôm nay trời nắng, ố trời vậy cũng hơi dịu mát nên các bạn cũng không thấy độ che nắng của nó lắm đâu. Thì để biết kết quả của việc dăm ra rễ, rồi việc thành công ra của ra rễ của việc cây trang hồng này, như cây trang bí đỏ hay là cây trang lá nhuyễn kỳ trước mình có đăng video lên cho các bạn xem rồi đó. Thì mời các bạn xem những trang cái video kế tiếp của mình nha. Thì lúc đó mình sẽ cho các bạn thấy thành quả của việc kết quả của việc dăm cành theo cách của mình nha. Thì mời các bạn theo dõi nha.